Xin chào, mình là Tayo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi Tayo và Bon Bon. Đúng là một buổi sáng đẹp trời. Tayo đang chạy xe trên đường cao tốc bên bờ sông. Đẹp quá à. Wow, mỗi lúc đến đường cao tốc cạnh bờ sông đều khiến mình cảm thấy thật tuyệt vời. Ở đó chúng ta có thể xem Carrie lái xe trên cầu. Carrie là xe tải chuyên chở các bạn xe hơi, và cô ấy đang chở 4 chiếc xe hơi mới. Trong số đó có một bạn xe khách nhỏ tên là Bon Bon đang ngủ say sưa. Họ đang đi rất nhanh. Đáng yêu quá. Các em ấy đang ngủ rất say. Cái gì vậy? Ôi. Bạn có sao không? Mình nghĩ là không sao. Ôi, các bé tội nghiệp. Thì các bé sợ hả? Không sao đâu, không sao đâu mà. Mình rất xin lỗi. Không sao đâu. Mình tiếp tục đi đây. Mọi chuyện ổn cả rồi mà. Đừng khóc nữa các bé ơi. Có chị ở đây nè. Ôi không, Carrie không hề để ý rằng cô ấy đã để quên bạn xe khách lại ở phía sau. Wow, cảm giác thật tuyệt. Hả? Tại sao bạn ấy lại dừng lại? Có chuyện gì à? Xin chào, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hả? Em ấy đang ngủ. Nè, dậy đi, em không thể ngủ ở đây được đâu. Em ngủ trên đường như thế này rất là nguy hiểm. Em phải đi tiếp thôi. Hình như anh và em chưa từng gặp nhau. Anh tên là Tayo, còn em tên gì? Tayo, em tên là Bon Bon. Bon Bon, đúng là cái tên dễ thương. Vậy đây là lần đầu tiên em đến khu này hả? Dạ đúng. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Hay là anh dẫn em đi chơi quanh đây nha. Thật hả? Tốt lắm, dù sao thì anh cũng đang rảnh. Đi thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của Tayo phải không? Dạ đúng. Em đang tự hỏi không biết ảnh đang làm gì. Anh cũng thắc mắc. Hả? Sao vậy? Lani, em nhìn đằng kia xem. Ôi trời, đó là mấy bé xe hơi. Nhìn dễ thương quá à. Lani, mình tiến tới xem gần hơn đi. Dạ xin chào. Xin chào các bạn nhỏ. Các bé xe hơi dễ thương quá. Chắc là các em ấy đang ngủ đó. Các bé đang ngủ đó. Chị thật tài giỏi. Cùng một lúc có thể chở 3 em xe hơi luôn. Chuyện nhỏ đó mà. Em nói có 3 là sao? Dạ đúng mà, chỉ có 3 thôi. Có 2 em ở trên và 1 em ở dưới. Vậy là 3 em mà phải không? Không thể như vậy. Nhưng đang chạy mà vẫn mở cửa phía sau thì nguy hiểm quá. Cái gì? Ôi không. Ôi chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Ôi chuyện không hay đã xảy ra rồi. Chị phải đi tìm em ấy. Wow. Đây là thành phố, em thấy thế nào? Rộng lớn đúng không? Dạ. Đèn giao thông chuyển rồi. Chạy chậm lại thôi. Không, Bon Bon, dừng lại. Bon Bon, đó là đèn đỏ. Sao em không giảm tốc độ chứ? Em xin lỗi, em không biết điều đó. Em không biết sao? Chẳng lẽ em không học luật lệ giao thông hả? Luật lệ giao thông là cái gì? Có nghĩa là đèn đỏ là dừng lại. Hiểu chưa? Giỏi lắm, anh sẽ chỉ cho em. Nên cứ đi theo hướng dẫn của anh nha. Dạ, em hiểu rồi. Tayo rất hào hứng dạy cho Bon Bon luật lệ giao thông, trong khi họ đang dạo quanh thành phố. Nè Bon Bon, Em đang làm rất tốt, đi thôi. Nè, Bon Bon, công nhận em giỏi thật. Em thích quá. Bon Bon, bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan trạm xe buýt nha. Trạm xe buýt? Đúng vậy, ở đó có rất là nhiều bạn. Sẽ rất vui khi chơi cùng các bạn ấy. Dạ, dẫn em đi liền đi. Tốt lắm, đi thôi. Dạ. Sẽ vui lắm đây. Em hào hứng quá. Tayo xe buýt nhỏ. Bon Bon, Bon Bon, em ở đâu? Ôi không, em ấy cũng không có ở đây. Em đi đâu rồi? Xin giới thiệu với em, đây là nơi mà tụi anh ở. Wow. Em thấy sao? Có thích không? Dạ có, nơi này đã thiệt á. Bây giờ cũng là lúc mà các anh chị sắp về rồi. Dạ. Hả? Họ về rồi kìa. Tụi mình về rồi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Sao hả ta vô? Xin chào. Xin chào. Em ấy là ai vậy? Em gặp em ấy ở trên đường cao tốc hôm nay. Em nghĩ là sẽ rất vui khi dẫn em ấy về đây đó. Được rồi Bon Bon, cùng chơi nào. Thích quá, thích quá, thích quá. Bon Bon, em ở đâu rồi? Ồ, là Carrie đó mà. Ôi, không. Carrie. Chào chú Sito. Lâu rồi không gặp Carrie. Cháu làm gì ở đây? Một trong những bé xe cháu chở hôm nay bị mất tích rồi chú ơi. Cái gì? Cháu đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy chút dấu vết nào của em ấy. Cháu đang định đến đồn cảnh sát. Phải đó Carrie. Carrie, cháu vẫn ổn chứ? Trông cháu rất mệt mỏi. Dạ, cũng đã lâu rồi cháu chưa nạp nhiên liệu đó chú. Như vậy không được Carrie. Chúng ta phải đến trạm xe để nạp nguyên liệu cho cháu. Nhưng mà cháu còn phải đi tìm cho bằng được Bon Bon. Nhưng mà cháu phải nạp nguyên liệu thì mới có sức tìm em ấy. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với em ấy thì sao? Dạ, dạ rồi. Tốt lắm, đi theo chú đi. Dạ. Anh là xe hơi thần kỳ. Thử, thử, muốn thử. Đó là cái gì vậy? Anh làm thế hồi nào? Cái gì? Bon Bon làm tốt hơn nhiều đó. Không thể nào. Không thể nào. Nói y chang anh Rogi luôn. Wow, Bon Bon thật sự rất giỏi. Bon Bon giỏi. Bon Bon có thể bắt chước mọi thứ. Thật hả? Vậy em có thể làm được như vậy không? Hả? Ơi. Bum 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 bum. Bon Bon có thể làm được. Bum 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 bum. Bon Bon, em là giỏi nhất đó. Phải, anh nghĩ là em làm hay hơn ta vô luôn á. Xin chào các bạn nhỏ. Chào chị Hana. Các em đều thấy vui chứ? Dạ thôi. Tốt. Nhưng trời đang tối dần. Bon Bon, em cũng nên đi về nhà. Về nhà sao? Phải, em không định về nhà sớm sao? Carrie sẽ chở em về nhà. Carrie hả? Carrie hả? Là ai vậy? Carrie là ai vậy? Bây giờ bạn ấy đang ở đâu? Chị ấy kìa. Bon Bon. Em có biết là chị tìm em khắp nơi không? Thì ra chuyện là vậy. Bây giờ thì em đã hiểu. Em thật sự xin lỗi chị Carrie ạ. Không phải tại em đâu. Tất cả là lỗi tại chị vì chị đã để lạc mất em ấy. Rất cảm ơn em vì em đã chăm sóc cho Bon Bon tốt như vậy. Không có gì mà. Bây giờ tụi chị phải đi rồi. Bon Bon, lên thôi em. Em không muốn đi. Sao vậy Bon Bon? Lên đi chứ em. Không, không. Em muốn ở lại đây chơi. Bon Bon, em không đi đâu. Ở đây Bon Bon đã chơi rất vui với mọi người. Bon Bon, vậy là đủ rồi. Em có lên xe không hả? Em không chịu. Chị không cần phải chở em ấy đâu. Tại sao? Bởi vì Bon Bon đã đủ giỏi để đi một mình rồi, đúng không nào? Dạ. Đúng rồi hả? Bon Bon có thể tự đi. Vậy Bon Bon hãy cho chị Carrie thấy em giỏi thế nào đi. Bây giờ Bon Bon đã biết luật lệ giao thông rồi đó. Nếu em chứng tỏ cho chị Carrie thấy thì sau này em có thể đến thăm mọi người bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ đúng. Tốt lắm, vậy hãy xuất phát đi. Dạ, xuất phát. Cảm ơn Tayo rất nhiều. Đừng cảm ơn nữa. Nhanh lên đi chị Carrie. Được rồi Bon Bon. Tạm biệt chị Carrie. Tạm biệt Bon Bon. Bon Bon, chuyến đi tốt lành nha. Dạ, hẹn sớm gặp lại. Đúng là thật tốt khi Bon Bon và Carrie tìm thấy nhau. Những bạn xe buýt nhỏ và Bon Bon đã trải qua một ngày tuyệt vời. Vị khách đặc biệt của Rogi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang trên đường về trạm xe sau một ngày làm việc vất vả. Em về rồi đây. Chào mọi người. Rogi, anh về sớm vậy? Anh có cái này muốn cho mấy em thấy. Đi theo anh. Cái gì vậy anh? Được rồi, hãy nhìn đây. Tên tên. Sao? Không thấy đặc biệt hả? Anh đã thu thập được đó. Anh lấy mớ rác này ở đâu ra vậy anh Rogi? Dơ quá đi. Cái gì mà dơ chứ. Khó khăn lắm anh mới thu thập được những thứ này đó. Chờ ở đây nha. Nhìn nè, có đẹp không? Lenny, anh sẽ tặng cái này cho em. Cầm nó ra chỗ khác đi anh. Em không thích hả? Anh biết rồi. Anh có cái này nữa nè. Thấy sao? Có thích không? Ghê quá à, lấy chỗ khác đi anh. Mọi người có sao không vậy? Anh Rogi thật là... Sao anh lại đi lấy mấy cái đồ dơ giấy này về chứ? Hả? Em không thể nào chịu được cái mùi hôi thối ở đây. Em đi đây. Đúng rồi. Chờ mình với. Sao mọi người giận dữ quá vậy? Ngày hôm sau, Rogi đang trên đường trở về trạm xe sau khi xong việc. Mọi người thật kỳ lạ. Mình khó khăn lắm mới thu thập được từng này đồ mà có. Wow, nhìn bạn ấy thật ngầu. Hình như trước giờ mình chưa gặp bạn ấy. Chào. Nhìn bạn ngầu quá. Bạn đang nói chuyện với mình đó hả? Đúng vậy. Bạn tên gì vậy? Mình tên là Windy. Mình là một chiếc nhà di động và đi du lịch khắp thế giới. Wow, nhà di động sao? Nghe tuyệt quá. Mình tên là Rogi. Tên bạn đẹp quá. Thật sao? Thật. Nhưng mà Windy nè, cái gì đang ở trên lưng của bạn vậy? Có vài thứ mình nhặt được khi đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới. Wow, mình cũng có thu thập được một vài thứ đồ để ở trạm xe của mình á. Ồ vậy hả? Mình thấy tò mò quá rồi đó. Bạn có muốn ghé qua chỗ của mình để xem qua không? Có được không? Thực ra thì mình cũng đang tìm một chỗ để ở lại đêm nay nè. Tuyệt quá. Vậy thì đi thôi. Được, tuyệt vời. Anh Thay Vu. Chào mọi người. Sao nhìn anh có vẻ buồn vậy? Anh thấy có lỗi với anh Rogi quá à. Anh nghĩ là tụi mình hơi quá đáng với ảnh. Dạ phải. Cả ngày hôm nay em cũng cảm thấy có lỗi với ảnh quá. Anh cũng vậy. Nè mọi người, khi nào về tới trạm xe tụi mình nói lời xin lỗi anh ấy nha. Được. Dạ được. Ý kiến này hay đó. Mình về nhanh thôi mọi người. Được rồi. Không biết anh Rogi về chưa ta? Hoan hô. Thế này thích thật. Đúng là tuyệt vời. Là ai vậy? Chào mọi người. Dạ. Bạn của anh đó hả anh Rogi? Mọi người chào nhau đi. Đây là Windy. Bạn ấy là nhà xe di động, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Xin chào. Chào anh. Chắc mọi người là bạn của Rogi hả? Nhưng mà nhìn mọi người tầm thường hơn anh nghĩ. Cái gì? Anh giỡn đó mà. Windy sẽ ở lại đây với chúng ta tối nay. Anh đã hỏi chị Hana và chị ấy đã đồng ý rồi. Sao chứ? Hoan hô. Cái này đẹp thiệt đó. Thật hả? Họ có vẻ giống nhau quá. Phải, em thấy không vui chút nào hết. Rogi, gu thẩm mỹ của bạn cũng rất khá. Mình thật sự ấn tượng. Windy, bạn với mình giống nhau thật đó. Phải để cho mình trả ơn bạn vì đã đối xử tốt với mình chứ. Được rồi, nhìn kỹ đây. Hả? Wow, nhìn ngầu quá. Cái đó là gì vậy? Đó là một món hỗn độn. Cứ làm như trạm xe này là của anh Rogi vậy. Bạn lấy đâu ra những món đồ hay ho này vậy? Cái này mình lấy được ở miền Nam. Còn cái này là ở phía Tây. Ồ, còn cái này là ở trên một hòn đảo. Wow, bạn là người ngầu nhất. Điều đó thì ai cũng nói như bạn hết. Windy, để mình dắt bạn đi một vòng trạm xe nha. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Đi thôi. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Cái người mà anh Rogi dắt tới đây á, anh ấy lạ thiệt hả? Nhìn có vẻ rất thú vị đó. Muốn nói với anh Rogi lời xin lỗi mà thấy anh ấy cứ bận chơi với anh Windy suốt thôi. Hả? Tiếng gì vậy ta? Đi xem thử đi ha. Dạ. Windy, nhạc này là nhạc gì vậy? Đây là nhạc từ hòn đảo phía Nam mình đã đến. Mình đã tự thu âm nó lại. Mỗi lần nghe nó khiến mình muốn nhún nhảy theo à. Hula hula. Wow, thật tuyệt vời. Rogi, bạn có muốn thử không? Hula hula, hula hula. Wow, bạn nhảy cũng đẹp đó chứ. Thật không? Hula hula. Hula hula. Hula hula. Hula hula. Chuyện gì đây? Lạ thiệt đó. Lắc nào, lắc nào. Lắc nào, lắc nào. Nhảy nào. Nhảy nữa. Oh yeah, vui thật đó nha. Mình vui lắm. Anh Rogi có vẻ rất thích anh Windy. Thật ra tụi mình không có khả năng làm trò cho anh ấy vui. Mình phải đi xin lỗi anh Rogi mới được. Anh Rogi, em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em thực sự thấy có lỗi. Hả? Anh Rogi, anh đang ngủ hả? Anh Rogi đâu rồi? Hôm nay mình đã rất vui. Hai đứa tụi mình có rất nhiều điểm chung á. Windy ơi, tại sao bạn không chịu ngủ trong nhà mà lại thích ngủ ở phía ngoài vậy hả? Tại vì mình thích nằm ngoài trời ngắm sao và ngủ dưới trời như thế này. Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy thực sự tự do và thoải mái. Hả? Wow, mình không hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà bạn vẫn rất ngầu. Anh ấy ở đâu vậy nhỉ? Đó là anh Rogi và anh Windy. Mình cũng muốn được tự do và đi khắp nơi như bạn vậy đó. Ồ, thật hả? Thích thì cứ làm thôi. Hả? Nhưng mà không được, mình là xe buýt mà. Có gì đâu mà sợ. Nè, bạn có muốn đi du lịch khắp nơi với mình không? Cái gì chứ? Tụi mình rất hợp nhau. Bạn không thấy vậy hả, Rogi? Thì đúng là vậy, nhưng mà... Mình sẽ bắt đầu lên đường vào sáng sớm ngày mai. Nên bạn cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi được. Mình đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon. Bạn cũng ngủ ngon. Lỡ như anh Rogi bỏ đi cùng anh Windy thì sao? Mọi người dậy đi. Anh Rogi đi rồi. đồ đạc cũng không còn nữa. Nè mọi người, chuyện lớn rồi, dậy đi, chuyện lớn rồi. Nè. Có chuyện gì vậy hả? Anh Rogi bỏ đi rồi, anh ấy còn lấy hết đồ đạc đi theo nữa đó mọi người. Chắc là anh ấy ở chỗ rửa xe thôi. Không phải đâu, anh Rogi đã bỏ đi du lịch khắp nơi cùng với anh Windy đó. Sao? Sao vậy được? Mình đã nghe hai người họ nói chuyện tối hôm qua. Mình mau đi tìm anh ấy đi. Nghe được. Anh Rogi, anh Rogi ơi. Những chiếc xe buýt nhỏ đang đi tìm Rogi ở khắp mọi nơi trong thành phố. Chắc là anh Rogi bỏ đi cùng anh Windy thật rồi. Nhưng em không tin là anh ấy bỏ đi. Lỗi tại anh hết. Tại anh không đối xử tốt với anh Rogi. Anh cũng vậy. Anh không ngờ là anh ấy lại bỏ đi. Em xin lỗi anh Rogi. Em xin lỗi. Nè mọi người, chuyện gì vậy? Mọi người đã đi đâu? Không có các em buồn muốn chết luôn. Không phải là anh bỏ đi với anh Windy rồi sao? Sáng sớm anh phải dậy để đi tiễn bạn ấy lên đường. Sao tự nhiên anh dọn hết đồ đạc? Các em nói đống đồ đó là mớ hỗn độn rồi kêu phải bỏ đi, nên anh đã dọn dẹp cả đêm luôn. Cái gì? Em tưởng anh bỏ tụi em đi luôn. Có chuyện gì vậy? Anh Rogi, em thực sự xin lỗi. Em đã đối xử với anh quá tệ phải không? Dạ, em cũng xin lỗi anh. Em xin lỗi anh Rogi. Không có gì đâu. Anh Rogi ơi, cảm ơn anh vì đã ở lại với tụi em mà không bỏ đi. Dạ, tụi em rất vui vì có anh bên cạnh. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người. Hóa ra nếu không có anh ở đây thì các em sẽ buồn lắm đúng không? Vậy chứ. Thật là nhẹ nhõm vì Rogi đã không rời khỏi đây. Những chiếc xe nhỏ sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa. Lời mời của Nana. Một ngày đẹp trời và các bạn xe buýt nhỏ đang chạy xe ở nông thôn. Em rất thích không khí ở nông thôn này. Đi đến những nơi đẹp như thế này thì còn gì bằng. Phải đó, tất cả đều nhờ có Nana đã mời chúng ta. Chào Thay Vu. Mình muốn mời bạn và các bạn của bạn tới nhà của tụi mình chơi đó. Các bạn sẽ tới chứ? Các bạn ơi. Thay Vu, ở đây nè. Là Nana. Chúng ta lại đó đi. Được rồi. Đây là nhà xe của tụi mình. Đẹp quá. Larry. Xin chào mọi người. Xin chào. Để mình giới thiệu với các bạn. Đây là chú Larry, chú của mình. Còn đây là Champ. Rất vui được gặp các bạn. Và đây là Coco, bạn thân từ nhỏ của mình. Xin chào. Cảm ơn vì đã mời tụi chị đến chơi. Vậy cháu là Tayo. Cảm ơn vì đã giúp Nana ở thành phố. Dạ không có gì đâu. Vậy đó là Tayo sao? Mình đã gặp một bạn xe buýt tên là Tayo trong thành phố. Bạn ấy rất là tốt bụng. Mình thấy bạn ấy cũng bình thường thôi mà. Có thể mình đã gặp chuyện lớn nếu như không có Tayo. Nhưng mà mình thấy bạn ấy có gì hay ho đâu. Nana, cháu chơi với các bạn đi. Còn chú thì phải đi đây. Dạ cháu biết rồi. Chú đi đâu vậy ạ? Bây giờ đang là mùa gặt nên chúng tôi đến chỗ vườn táo để làm việc. Nghe thú vị quá. Chú có thể dắt tụi cháu đi luôn không? Vậy thì hay quá rồi. Các bạn xe nhỏ cùng nhau đến vườn táo để phụ giúp. Vậy là chúng ta cần kéo những xe đẩy táo này hả? Phải, hay là tụi mình đua thử coi ai đến đích đầu tiên? Được thôi. Đua thôi. Em sẽ không thua anh đâu. Đợi đã Rogi. Ôi sao? Bộ họ nghĩ là đến đây để chơi hay sao vậy hả? Chờ đó đi. Nếu mình làm việc chăm chỉ thì mình sẽ nổi bật hơn Tayo. Nè Tayo. Mình xin lỗi Nana, mình làm rớt táo hết trơn rồi. Không sao đâu, hãy kéo chú từ từ thôi là được. Hả? Làm ơn tránh đường. Ồ, giỏi lắm. Wow, hay quá của cô. Thấy chưa? Giỏi hơn mấy xe buýt đến từ thành phố kia nhiều. Coco. Ồ, bạn hất đầy bụi vào mặt tụi mình nè. Hả? Xin lỗi, mình không có ý. Có chuyện gì vậy mọi người? Trời ơi, anh nhìn kìa. Hả? Đó chỉ là chú ếch nhỏ mà thôi à, đừng có sợ. Không hề đáng sợ một chút nào. Ủa? Nó đi rồi. Này bạn ếch nhỏ. Bạn đâu rồi? Hả? Thay Vu, bạn có sao không? Hả? Ôi, hiểu rồi ha. Các bạn xe buýt thành phố đúng là lũ mèo nhát gan. Cái gì? Xin lỗi vì đã gây nên mớ hỗn độn này, Larry. Không sao cả, chuyện đã lỡ rồi mà. Để chúng tôi dọn dẹp cho. Các bạn làm việc khác đi. Làm việc khác? Vậy là tụi mình phải chăm sóc những chú heo này đó hả? Phải. Em nè các em, nhìn ở đây nè. Các em ấy không nhìn chúng ta. Làm sao để dụ mấy em ấy qua đây được? Em biết rồi, hãy hát cho các em ấy nghe. La 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 la. Các em ấy đang lại gần rồi kìa. Em nghĩ là mấy em heo thích bài hát của Thay Vu. Ý hay lắm đó Thay Vu. La 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 la. Dễ thương quá. Các em heo đang nhảy theo bài hát. La 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 la. Ủa, cẩn thận Thay Vu. La 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 la. Ôi không. Ôi không. Ôi không. Mình đã làm gì thế này? Ôi 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 ôi. Vào đi. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Wow. Xong rồi. Coco, bạn làm tốt lắm. Cảm ơn. Không biết Nana có nhìn thấy không ta? Hả? Thay Vu, bạn có sao không? Mình xin lỗi Nana. Bạn ấy chỉ nói chuyện với Thay Vu. Không sao hết. Đó chỉ là tai nạn nhỏ. Không sao có gì mà không sao. Coco, bạn đừng có cố giúp đỡ bạn ấy nữa. Bạn chỉ toàn gây ra thêm rắc rối thôi Thay Vu. Coco, như vậy không hay chút nào. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Thay Vu, xe buýt bé nhỏ. Anh vui lên đi anh Thay Vu. Phải. Mình nghĩ là Coco ghét mình lắm. Mình xin lỗi Thay Vu, nhưng mà bạn hãy vui lên đi. Mình sẽ đưa bạn tới nơi này rất là đẹp. Rất là đẹp hả? Mình sẽ dẫn bạn lên đồi, nơi có rất nhiều đom đóm vào ban đêm, rất là đẹp luôn á. Thật hả? Thật mà, mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi. Không, bạn không thể. Bạn không được chạy lên ngọn đồi đó biết chưa? Chỗ đó rất nguy hiểm. Bạn đang nói cái gì vậy? Khoan đã, Nana. Coco, vấn đề của bạn là gì? Sao cả ngày hôm nay bạn cứ khó chịu với mình? Và bây giờ bạn không cho mình đi xem đom đóm. Đáng lẽ mình không nên đến đây. Mình muốn quay về nhà. Ta vô. Ta vô. Coco, bạn bị làm sao vậy? Mình thật sự thất vọng. Nhưng mình đâu có ý đâu. Mình nghĩ Nana đang rất giận mình. Nhưng đúng là mình rất khó chịu với Thay Vu. Ai, thôi được, mình phải đi xin lỗi Thay Vu mới được. Thay Vu, hả? Bạn ấy đã quay về thành phố rồi sao? Coco, Hả? Em làm gì ở đây vậy? Chị Hana, chị không đi cùng các bạn khác sao? Không, chị ở nhà. Các em ấy đi xem Đom Đóm với Nana rồi. Cái gì? Không được, chúng ta phải ngăn họ lại ngay. Hả? Có vấn đề gì sao cô? Có những chú lợn rừng ở trên đồi, cho nên em đã đặt bẫy ở đó. Tất cả các bạn ấy có thể bị thương đó chị. Cái gì chứ? Hả? Đấy, chạy thêm chút xíu nữa thôi. Mà nè, tại sao cô lại nói chúng ta không được lên đây vậy? Đừng lo về chuyện đó, bạn ấy chỉ khó chịu với mình thôi. Còn mình thì rất hay tới đây chơi, cho nên không có sao đâu, đừng có lo. Nhìn kìa. Wow, đó là Đom Đóm. Ở phía trước còn nhiều hơn nữa đó. Đi thôi nào. Thật hả? Vậy thì đi nhanh lên. Tayo, em có sao không vậy? Anh ơi, không sao chứ. Em đã dậm lên cái gì đó và lớp xe của em bị lủng rồi. Em không thể chạy được rồi. Nè các bạn. Xem chút nữa là tiêu rồi. Anh Thay Vu, tụi mình rất vui vì cậu không sao. Cảm ơn chú Larry vì đã cứu cháu. Không có gì, nhưng nếu không có cô báo thì chú cũng không biết đâu. Coco. Dù thế nào thì Thay Vu à, em cũng không thể quay về thành phố trong tình trạng như thế này. Chúng ta nên làm gì đây? Chị Hana, em vẫn còn dư một cái lốp xe ở phía sau. Thay Vu có thể dùng nó nếu như bạn ấy muốn. Lốp xe dư hả? Nếu cùng kích cỡ thì chúng ta có thể thử. Cứ thử xem. Dạ. Em thấy sao hả Thay Vu? Dạ, rất vừa vặn. Cảm ơn rất nhiều cô. Đừng khách sáo. Và mình cũng thật sự xin lỗi. Mình nên nghe theo lời bạn. Nhưng mình đã nghĩ là bạn chỉ đang khó chịu với mình. Không sao đâu mà. Mình cũng cần phải xin lỗi bạn. Thực ra là mình đã ganh tị với bạn vì bạn quá thân với Nana, trong khi mình mới là bạn thân nhất của bạn ấy. Hả? Thì ra đó là lý do bạn khó chịu với bạn ấy. Phải, mình xin lỗi nha. Để các bạn, nhìn nè. Nhìn những chú Đom Đóm kìa. Nè, cô. Hả? Thay Vu là một người bạn tốt, nhưng bạn luôn là bạn thân nhất của mình. Hả? Đúng là một ngày rất đặc biệt của các bạn xe buýt nhỏ. Ngày ở nông thôn quả là một ngày đáng nhớ.